Khu phí đường nối cao tốc nội bài Lào Cai đi Sapa bắt đầu từ 0 giờ ngày 16 tháng 1 tại trạm thu đặt ở đầu đường dẫn vào cầu Móng Xến, xã Trung Trải thị xã Sapa tỉnh Lào Cai, còn được mệnh danh là cầu cạn cao nhất Việt Nam. Mức giá được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai quy định đối với các loại xe ô tô dưới 12 chỗ, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và các loại xe vận tải khách công cộng, xe buýt sẽ áp dụng mức thu 25.000 đồng một vé một lượt. Còn 4 nhóm phương tiện chở khách, chở hàng hóa có số chỗ ngồi, tải trọng, kích thước lớn hơn, mức giá qua trạm được áp cao hơn từ 35.000 đến 120.000 đồng một vé một lượt. Mức giá trên được đề xuất cho 3 năm đầu sau khi dự án hoàn thành giai đoạn 1. Dự kiến, mức giá sau mỗi 3 năm sẽ điều chỉnh một lần và tỷ lệ tăng như quy định của hợp đồng dự án, đồng thời không vượt quá mức giá tối đa do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành. Mức giá nói trên đã bao gồm 10% thuế VAT. Kể từ thời điểm bắt đầu thu phí đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2024, thuế VAT được áp dụng chính sách giảm 2% theo nghị quyết của Quốc hội. Như vậy, với mức thuế ưu đãi 8%, giá vé áp dụng cho các xe ô tô dưới 12 chỗ, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng sẽ còn 24.000 đồng trên lượt. Giá vé của 4 nhóm phương tiện khác cũng giảm tương ứng còn từ 34.000 đồng đến 117.000 đồng một vé một lượt.